Thưa quý vị, Đà Nẵng bước sang ngày thứ hai dồn sức khắc phục bão số 4. Trong đó chủ yếu là tiếp tục dọn dẹp rác và cây xanh ngã đổ, phấn đấu hoàn tất vào ngày 1 tháng 10 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dọc theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp vào Hoàng Sa, bão số 4 khiến cho các biển tràn lên lòng đường, tập trung chủ yếu đoạn từ Ngô Thị Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đến giáp đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà với chiều dài khoảng 8 km. Ngay sau bão, công nhân xí nghiệp quản lý đường, công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng đã ra quân dọn dẹp. Công việc này bắt đầu từ sáng qua đến trưa nay. Theo sự chỉ đạo của công ty, nói chung là công ty quản lý cầu đường là dọn dẹp từ sáng hôm qua đến 5:30, nhưng mà chưa xong cho nên như sáng hôm nay là dọn tiếp cái tuyến đường Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp này tới dự kiến là đến trưa nay là hoàn thành. Dọc cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp Hoàng Sa này là cái hiện tượng như đầu sáng đánh tràn mặt đường và cai cối rồi là đơn vị đã triển khai từ hôm 7 giờ hôm qua đến giờ là cơ bản là xong hoàn toàn. Nó kéo dài từ Ngô Thị Sĩ chạy suốt hết tuyến luôn Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp luôn. Dự kiến là đến trưa nay là xong toàn tuyến Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp. Cùng với công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng và lực lượng quân đội cũng đã ra quân dọn các dọc đường biển Võ Nguyên Giáp Hoàng Sa. Đây là tuyến đường du lịch của thành phố nên các đơn vị đang nhanh chóng khắc phục để trả lại môi trường xanh sạch đẹp. Sau bão số 4 cơn bão Noru đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng thì hiện tại cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp của thành phố Đà Nẵng là hiện tại cắt biển ra giữa đường rất là nhiều. Thì hôm nay đại đội 2 chúng tôi thì ra quân cùng cán bộ chiến sĩ cùng tổng dọn vệ sinh, trả lại cái mặt bằng cảnh quan môi trường cho cái đường Võ Nguyên Giáp. Để khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động thuê hàng chục phương tiện, phân bổ hỗ trợ các đơn vị quận huyện để nhanh tiến độ thu gom rác sau bão, đồng thời vận động và phối hợp với các đơn vị liên quan như quân đội, công an, biên phòng, các hội đoàn thể ở địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng thu gom cây xanh ngã đổ, xử lý vệ sinh môi trường. Ngoài ra, dự kiến trong 2 đến 3 ngày đến, tại các bãi biển sẽ phát sinh khối lượng rác rất lớn do trôi từ nguồn về. Vì vậy, sau khi hoàn thành tổng dọn vệ sinh trên đường phố và khu dân cư, các đơn vị cũng đã chuẩn bị kế hoạch triển khai thu gom rác trên các bãi biển.